Ok, hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tổng Nghĩa Channel. Thì video ngày hôm nay thì là ngày chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022. Thì mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn để làm sao mà tạo một cái website bán hàng online đơn giản nhất với sự hỗ trợ của Wix. Thì đầu tiên thì đây là cái địa chỉ Facebook và fanpage của mình. Thì nếu bạn nào mà có những thắc mắc hoặc là những cái comment thì bạn sẽ liên hệ với mình qua Facebook hoặc qua địa chỉ kênh YouTube của mình ở đây. Và đây thì đây là cái địa chỉ website của mình. Khi mình mới tạo ra là mình bán rất nhiều những cái project của mình. Thì tương tự như các bạn có thể cũng xây dựng được một cái website để bán hàng online, bán hàng bất kỳ những cái thứ gì mà các bạn có thể bán được ở trên online. Ví dụ như là các cái project của các bạn, hoặc là những cái file của bạn, hoặc là những cái mặt hàng bán hàng online, vân vân. Thì đầu tiên thì để sử dụng Wix thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái website, một cái account trên cái website là wix.com ở đây. Thì việc tạo tài khoản này hoàn toàn là miễn phí thôi. Thì các bạn chỉ mất phí khi mà các bạn là tạo những cái website và đăng ký những cái tên miền và public những cái site đấy ra ngoài. Thì ví dụ ở đây thì mình sẽ demo cho các bạn là những cái bước cần thiết để tạo một cái website bán hàng online. Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào, sau khi mà các bạn đã tạo tài khoản thì các bạn sẽ click vào phần là create a new site đây. Thì ví dụ ở đây như là mình muốn bán hàng online chẳng hạn, thì mình sẽ, thì họ có những cái từ khóa ví dụ như là online store ở đây, thì mình sẽ click vào. Ví dụ như ở đây là mình muốn là bán mình chỉ muốn bán là online store chung chung thôi chẳng hạn, thì mình sẽ click vào phần next ở đây. Và ở đây thì họ sẽ có là what do you want to add to your website. Thì đầu tiên đây chúng ta có là online store đây, và chúng ta có thể add một vài cái chat ở đây, ví dụ chat những cái với những cái khách hàng mà thăm tới cái địa chỉ website của bạn ở trên desktop hoặc là trên mobile, trên điện thoại, hoặc là các bạn cũng có thể add được những cái form hoặc là những cái forum vân vân, hoặc là các bạn có thể professional hơn bằng cách là add những cái booking, những cái event, những cái blog, pricing plan, music, video vân vân. Thì những cái này thì mình sẽ add sau và những cái tham khảo sau, thì hoàn toàn là những cái free thôi. Thì tiếp theo là các bạn sẽ click vào phần next ở đây. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có là hai option. Thứ nhất là let Wix AI create a website for you. Thứ hai là create a website with the editor. Thì các bạn sẽ click vào chọn phần edit with the template này. Đó, thì ví dụ ở đây thì là sau đó thì Wix sẽ cho chúng ta là rất nhiều những cái template khác nhau để chúng ta chọn. Ví dụ như đây là chúng ta có thể là có cái website ví dụ như là accessory store đó, supermarket vân vân, hoặc là những cái stationery store vân vân, bán những quà lưu niệm vân vân, hoặc đây là bán những thiết bị điện tử đây. Thì chúng ta có rất nhiều những cái template khác nhau. Ví dụ như đây chúng ta có bán cửa hàng t-shirt, hoặc là những cái store cho pet supply, hoặc là juice store vân vân, hoặc là những cái website cho bán đồ trang sức chẳng hạn, hoặc là sporting good, những cái đồ thể thao. Thì ví dụ ở đây là mình sẽ chọn một cái ví dụ thôi, ví dụ như mình sẽ view cái phần bán hàng về đồ trang sức này. Thì đây họ có một cái template sẵn ở đây, thì chúng ta chỉ việc là edit và chỉnh sửa lại những cái mặt hàng, những cái hình ảnh picture, những cái hình ảnh của chúng ta. Và tiếp theo là đây là giao diện một cái website mà khi mà chúng ta đã hoàn thành xong. Ví dụ như đây chúng ta có cái tab là home, rồi những tab về collection, những tab về location, về tab về urban giới thiệu, về hoặc là về contact vân vân. Thì những cái page này thì chúng ta sẽ hoàn toàn sửa theo ý của chúng ta, hoàn toàn có thể thay đổi tiếng Việt hoặc là tiếng Anh tùy theo mục đích của bạn là target cái customer của bạn. Đó, ví dụ sau khi bạn đã ưng cái website này rồi thì các bạn sẽ click vào phần edit this site này, và sau đó thì Wix sẽ đưa chúng ta tới cái phần giao diện của phần editor.wix.com đây để cho chúng ta là thay đổi theo cái mong muốn của chúng ta. Đó, thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái giao diện của phần editor.wix.com ở đây.
thì chúng ta sẽ nhìn về phía bên trái đây là toàn bộ những cái thanh công cụ mà chúng ta sẽ dùng, ví dụ như đây là menu và page, size design để add một số cái app, về phần media, về phần blogging vân vân, về phần My Store, về booking vân vân. Phần trên này là hoàn toàn cho một vài cái size, ví dụ như preview, get feedback, về phần setting ở đây, rồi là về phần development mode ở đây thì chúng ta không cần, và phần tương tự ở đây. Và phần trên này chúng ta có save, preview và phần public ở đây. Thì ví dụ ở đây là mình sẽ click phía dưới đây và mình sẽ chỉnh sửa cái page ở hôm này đây. Thì ví dụ như đây mình sẽ đổi tên ở đây là bộ sưu tập mới của mình, ví dụ như đây là The New One chẳng hạn, In Summer 2022 chẳng hạn. Ví dụ như đây mình có một cái sản phẩm là EVS chẳng hạn, thì mình sẽ tùy thuộc là mình sẽ đổi tên cái phông chữ này hoặc là những cái tên cửa hàng của bạn theo cái này. Và phần background này chúng ta có thể để nguyên hoặc là chúng ta có thể là thay đổi theo cái ý thích của chúng ta. Chúng ta có thể phần trên phần super cao ở đây, chúng ta có thể tải lên những cái picture, những cái ảnh từ media stock hoặc shutter stock hoặc là flash, hoặc là những cái ảnh mà các bạn tự tạo ra thì các bạn sẽ tải lên đây, upload media trực tiếp ở đây. Chúng ta có upload qua việc là Google Drive, Facebook, Instagram, đây, Dropbox, Google Photo ở đây, vân vân. Thì nghe rất là tiện lợi, thì chúng ta sẽ kết nối toàn bộ những cái Facebook hoặc là Instagram hoặc là những cái địa chỉ trên mạng xã hội vào cái wix này. Tiếp theo phần này thì chúng ta có là phần là gallery, tức là phần những cái gallery cho những cái sản phẩm của chúng ta. Thì các bạn sẽ click vào phần setting ở đây và chúng ta có thể chọn được những cái new collection, những cái mới, hoặc là chúng ta sẽ chọn là toàn bộ sản phẩm đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn là layout khác đi chẳng có chữ hoặc là không có chữ ở đây, có giá để sản phẩm đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ có phần là text ở đây hoặc là design đây, chúng ta sẽ muốn là thay đổi màu sắc đi một chút, thay đổi full name chẳng hạn, ví dụ đây thì chúng ta có thể chỉnh sửa đây. Và tiếp theo là chúng ta sẽ click vào phần là manage product, ở đây thì chúng ta sẽ quản lý toàn bộ những cái sản phẩm mà các bạn có để chúng ta bán. Đây thì chúng ta có thể thay đổi là description về những phần mô tả, hoặc là thay đổi về cái những cái phần về phần hình ảnh vân vân. Ví dụ đây là chúng ta có những cái product khác nhau thì mình sẽ click vào phần ở đây thì chúng ta có thể thay đổi hoặc là thêm những cái hình ảnh hoặc là những video để cho sống động hơn đó, thì bạn sẽ click vào phần đây, thêm app phần video ở đây bạn sẽ tải lên. Và đây là product info, ví dụ như đây là mình sẽ bán là cái áo khoác chẳng, bạn sẽ bán là cái vòng tay tiêu cái vòng tay mà. Đó. Và đây tiếp theo là các bạn sẽ ghi chú ở đây, ví dụ như là cái móng tay ở đây được nhập khẩu từ Mỹ chẳng hạn, với chất liệu là vân vân gì đó, hoặc là với giá là bao nhiêu, thì các bạn sẽ click vào phần đây, phần pricing ở đây các bạn sẽ đặt là ví dụ như đây 2 triệu chẳng hạn. Ở đây thì chúng ta có phần là cost of goods, tức là cái giá của sản phẩm, ví dụ như các bạn nhập vào đây là 1 triệu đúng không, thì chúng ta có profit là 1 triệu và margin là 50%. Thì những cái này thì toàn bộ những cái này thì Wix sẽ tính toàn chúng ta về biên độ lợi nhuận, như là những cái profit cho toàn bộ những cái sale mà các bạn bán được đó. Đây tiếp theo là phần inventory và shipping ở đây, thì status có thể các bạn đây đặt là in stock, tức là còn hàng, hoặc là out stock là hết hàng ở đây. Ví dụ ở đây chúng ta có những cái mã SKU phù hợp với từng loại sản phẩm một. Đó, shipping weight thì đây các bạn sẽ nhập vào đây. Nó rất là đầy đủ và chi tiết cho việc là các bạn triển khai một cái website bán hàng online tới tận tay khách hàng. Tương tự ở đây thì chúng ta có thể tạo được những cái promo, những cái coupon để giảm giá cho những cái khách hàng
mà chúng ta mong muốn, hoặc là những cái mà chúng ta muốn muốn tạo những cái chiến dịch sale chẳng hạn, và muốn giảm giá 10%, 20% hoặc 50% chẳng để bán được nhiều sản phẩm hơn, thì ở đây chúng ta cũng có. Ok, thì đấy là một cái ví dụ mà các bạn có thể thay đổi thì cái giao diện của tab home này. Và tương tự thì các bạn có thể thay đổi giao diện của những tab khác bằng cách click vào phần page ở đây. Tương tự thì các bạn có thể add được nhiều những cái collection hoặc là add về phần giới thiệu ở đây. Đó, thì mình nghĩ phần này khá là tiện lợi. Thì video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn về làm sao để hướng dẫn các bạn làm sao tạo một cái website bán hàng online. Phần tiếp theo là các bạn sẽ preview cái trang website này và các bạn sẽ chọn một cái tên miền cho nó. Thì ở phần trước thì mình đã hướng dẫn bạn rất nhiều về phần đấy rồi, và các bạn sẽ xem cái video ở video là tạo một cái website. Đây, thì ở phần cuối thì mình đã tạo cho bạn là làm sao để mua được một cái tên miền.